Hà Tiên ơi, Hà Tiên ơi, Viettravel tới đây. Tuần lễ khai trương Viettravel chi nhánh Hà Tiên, mời bạn tới liền để nhận ưu đãi hot. Thử vận may trúng quà liền tay, hàng trăm món quà hấp dẫn như túi sách du lịch tiện lợi, thùng bia cáo tiền hay gối kê cổ xinh xắn. Rinh ngay TV 55 inch khi bạn có hóa đơn tích lũy cao nhất tuần lễ khai trương trên 100 triệu đồng và nhiều tour hot trong và ngoài nước với mức giá tốt nhất. Hứa hẹn mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời, vui chơi thỏa thích. Liên hệ hotline 0907 27 2029 ngày tối nào bạn ơi.